2 3 4 Chơi! Luôn cố đi! Yo! Anh em xem clip rồi chưa? Cháy sườn lịch sự. Rô gầy cuối cùng xuất hiện rồi, nay săn rô béo thôi. Nay em ngửi cái mùi nước hoa đâu? À cái gì mà nó nước hoa mà cái gì mà anh mới mua đúng không? Ủa nó thơm thật sự anh em ạ. Đấy. Hôm nay sáng nay mới về, đây là lọ Blue The Chanel phiên bản Harum. Con này thì mình mua ở trên shop của anh Tini Kun đấy anh em. Shop mà vẫn xuất hiện bên trên á, mùi lắc này. Ui thơm vãi. Được luôn nha. Không phải PR, cái này là thực sự là không phải PR. Đấy anh em vào wilux.vn cái kéo WeStyle này. Còn nếu mà anh em muốn mua mà vừa mua vừa ủng hộ mình ấy thì anh em vào cái link này này. wilux.vn này gạch chéo vodka quang xong gạch chéo WeStyle thì nó dẫn đến cái link mà kiểu anh em mua thì mình có gọi là dẫn đường link dẫn đấy. Đây lọ này này. Đây. Lọ này đắt hơn lọ này một ít. Nhưng mà lọ này cái vị cái mùi nó khác cực luôn nhé, thơm cực luôn. Ui dịu lắm, mùi này tôi thề với các bạn tốn cái VL chết mẹ giờ, mùa đông năm nay có tận 2 lọ không ạ. Được à? Mùi nó cuốn, kiểu mùi nó cuốn à. Con này nó mùi nó không bị công nghiệp như con Blue The Chanel này đâu. Mùi hai con này khác hoàn toàn nhau. Con này mùi ngửi dễ hơn nhiều á. Mid Dior, cái mùi Mid Dior này ông nào tặng bạn gái người cuốn cực. Còn 13 này không biết anh có không, 13 này anh em chơi nhẹ được nhá. Rồi ok vào kèo thôi. Thế được rồi, chúng ta sẽ tăng nhịp độ của kèo này lên với một gói xe và icon một xíu nè. Biết bạn chủ bác xem ok chưa, bắt đầu mình đẩy vào gói ngon nhá. Kaka được à? Caspo Icon có đáng để mua không? Đáng. Caspo đá ok đấy. Một trong những tiền đạo nó rất là toàn năng đấy. Đó là con Caspo đấy các bạn. Cái thể hình con Caspo là một thể hình rất chuẩn để đá tiền đạo. Tốc độ có, đánh đầu mạnh có, chạy chỗ thông minh có, sút xa có, ghép D có, đóng mạch có. Cái gì nó cũng có. Thì không có quang thôi. Rồi. Chơi. Baresi à? Baresi 94 lận cơ. Kèo này là của Milan. Ui 22 tỷ à. Chúng ta có nên hài lòng không các bạn? Được ta. Bán được nha. Bán được. Đấy, ngon. Khẳng định là ngon. Benjamin Mendy rồi. Ra, ông thích vị trí à? Tôi cho ông một quả tiền đạo siêu cháy nhá. Đờ mà còn có nào? À đây rồi, Gen Clichy. Nè. Cho ông cái vị trí tiền đạo cắm đi. Ok nhá. Thế nhỉ? Đây rồi, số 8. Hôm qua vừa gặp Raul Garcia xong. Hai con 94 rồi. Không được rồi. Bịp thật sự nhỉ. Tiền PA bao nhiêu? Không. Không hỏi anh Nị xem tôi làm vì đam mê. Tôi thích nước hoa, tôi giới thiệu nước hoa cho anh em á. Tiếp đây. Ui dồi ôi. Bé
Petit phiên bản Mohican chéo. Không phải, hôm qua các ông bảo tóc này là gọi là gì nhỉ? Quên mất rồi. Mulet à? Pidit. Trời, quả này được giá nè, 2 tỷ 3, 4, 5 à. Một con số tiến. Con số này thúc đẩy tôi là tôi sẽ nên đâm vào một cái kèo xịn. Nên đâm vào một kèo xịn à. Mình sẽ đẩy icon đi. Đẩy icon. Top 20 icon. Hiện tại icon nó cũng lên giá đấy. Tại vì nhà nhà người người đều chọn cho mình gói cộng 8. Cho nên là icon nó sẽ được giá. Ok. Ây à. Mở. Zidane. Đây rồi. Đặt cô. 42 tỷ 300. Được chưa? Lukaku, Ibra đi, Inter mà. Rồi, chả nhẽ con này lại 109 nữa. Thế có mà 3 con 109 à? Oblak. Con này không thể 109 được. 107 đâu, cao quá. Anh không chơi Việt Lot á? Chơi nó không trúng à, ngày nào mất 30. Chuyển sang quảng cáo nước hoa cũng thấy là hợp với tôi đó, tại vì tôi cũng kiểu tôi cũng thích nước hoa mà. Quảng cáo vì đam mê ấy anh em. Lỗi donate lại không donate được, anh có làm vì tiền đâu em, sao ấy nhỉ? Nè. VTR on và đây sẽ là gói xịn nhất ở account này và chúng ta sẽ cùng chào đón một siêu tiền đạo. Và đó là đúng số 9 tiền đạo rồi, lò pé. Một tiền đạo chỉ số 98. Ngon. Khẳng định là ngon. Tại vì so với mặt bằng chung, mình mở gói BTR cho anh em ngày hôm qua thì anh em đều nhận được những cái kèo từ 111 trở xuống thôi. Và không ai thu về được một cái kèo nào 98 như thế này cả. Quán ừ là ok luôn. Lỗ tên. Đập bullet à? À ừ đúng. Ok, cảm ơn bác nha. Nhưng mà bullet mùa gì đấy bác ơi, quên em chưa check. LH á. Ui da. Lên được không? Messi. Ui giời ơi, một con phôi nữa. Ưng gáy bụng. Xin nhá. Được ngay con phôi. 17 tỷ. Đờ. Á. Ui Kaka nè. Á. 485 tỷ. Mình mà đập lên thì sao ta? Bùng nổ. VTR mình sẽ lại để cuối đi. Thế thì đến gói MG nhé. Mở. Nãy ra con 109 rồi. Cú toa. Yes. Trời ơi, 112, 45 tỷ. Ok liền. Trời ơi. Gói hot này. TC này. Ghi cái đã. Để nó ăn đồ đầu tiên đi. ngày hôm qua mình mở ngon nhất là Maldini đúng không? Ronaldinho các kiểu này. Messi có Messi. Messi một TC là giá cũng được nha. Neymar 92, 107 nhưng giá. Ơ kìa, giá fake à? Tốc độ là tốt. Cây bóng là cao. Neymar TC cộng 8. Rồi. Vẫn để tiền đạo lên trên đi. Ronaldo De Lima. Mở. Giá ngâm. Lampard à?
Mexico à? 51 tỷ. Cái đoạn ở giữa anh em ạ, xe M. Ở vị trí xe M chúng ta có những cái ngon không? Grand Sidop này. Dưới đây, dưới Fonsco. Fonsco thì cạnh Bazzo. Như thế thì MG Rakuta Hot Asco nó ở cái mức giá trung bình anh em ạ. Cũng ổn á. Cũng ổn rồi. DDR Ibra ra GK nhá. Né né là đi được. Phôi à? Mẹ nó ra con phôi chứ nhỉ. Sử dụng ông có lên được gulet không? Ông chạy ra đây. À, nè. Thế thì cố gắng cống hiến làm quả phôi chất lượng anh nhá. Được anh em, coi như là hy sinh cái kèo phôi đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đâm vào thì Angelio, Braithwaite, Lozano. Ma Thốt dùng luôn được này, tại vì nếu mà mua thì giá nó cũng vậy. Grid dùng được này. 1.000 vòng á. 1.000 vòng rơi khoảng tầm hơn 6 triệu. Sau con này thôi là em sẽ lên dây 9 đấy. Nói thế lại lên thì sao? U về 1. Bây giờ để em check nhá. Enenly này. Đẹp đó anh em ạ. Về 6 à? Ui. Con số đập 9 mà về 6 nó cũng khá là đẹp đấy anh em ạ. Romagoli này là chắc là đập này. Dây ưng nhở. Ui thế này mà đẩy bú lít mà không lên thì quá buồn luôn á. Mày lên à? Ui cái nhịp lúc vào anh em để ý không? Nó hơi delay một xíu nha. Liệu có khi nào chúng ta sẽ đâm một con nữa thôi không? Ma Quy Nhốt, Vieri. Ma Quy Nhốt hay Vieri thì mình nghĩ là đập con nào cũng được, không vấn đề. Hai con nào nó như nhau cả thôi. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là một con nữa thôi á, xong đập bú lít thì cũng được. Tại vì thời điểm hiện tại thì đập mấy con to này là bản chất nó đã khó rồi nhé. Như nick mình mà mình chơi ấy, thì mình cũng sẽ chỉ chơi như vậy thôi. Nên mình có thể là đây sẽ là con mồi cuối. Con mồi cuối. Nick tôi cũng sẽ chơi như thế thôi. Xong tôi sẽ đâm một kèo chính, tại vì tôi nghĩ đơn giản lắm. Đập thẻ tôi rất kiểu thoải mái nhá. Được ấy. Về 5 à. 5 nhịp cho bullet. Có hợp lý không nhỉ? Rồi, bây giờ sẽ là thời điểm của rút bullet. Tôi không nhớ là tôi đập bullet bao giờ ở cái kèo này chưa. Mùa hot thì chắc chắn là tôi đập rồi, nhưng hình như là mùa LH thì tôi chưa bao giờ tôi đập. Không, mình chốt ở đây, mình dừng ở đây rồi. Ok, hy vọng là như vậy nha. Fabianski, Turan. Thực ra thì nếu mà có thể được kẹp thì chúng ta cũng nên kẹp, nhưng mà thôi dẹp đi. Bỏ qua những cái kẹp đi. Cộng 5 109 tỷ. Xem có một cái phương án nào nó hợp lý hơn không. Khoảng tầm 7 tỷ là chúng ta có thể mua ok rồi. Cố lên nào anh em ơi. Khi nào tôi đập anh em gõ chữ lên đầu tôi cái nào. Dây này khá là tin tay ấy. Dây này em còn không lên nữa thì. Cái này thì
lát nữa thì em off stream thì em sẽ nhắn tin riêng cho bác sau về cái kèo này nhá. Lần nữa thì xin lỗi bác rất là nhiều. Ngáo. Cứu mạng. 485 tỷ. Đây chính là ơ cao mà mình đã đập xịt toilet với 0.4 vạch đấy. Tại sao tôi lại chọn 5 vạch? Tại vì khi tôi đập con 9 nó về 2 con 5 liên tiếp á. Nên là tôi sẽ quyết định tôi lựa 5 vạch. Làm kèo thật bùng nổ. Năm nhịp. Một. Hai. Ba. Bốn. Chơi. Tôi đập xịt cho bác ấy con Torres rồi. Tôi bảo là cái kèo tôi tin tay lắm. Thề luôn, cái dây mồi rất là đẹp luôn á. Đã thật sự luôn ấy. 500 tỷ. À, cuối cùng mình cũng làm được cái điều này cho bạn, cho bác Vân rồi. Cái kèo này nó làm cho tôi thực sự là yên lòng với con Torres đấy. Ok bác ơi, cảm ơn đâu, em chẳng nợ bác.